là một thử thách tưởng chừng như đơn giản nhưng thực sự không hề đơn giản. Với một khuôn mặt mộc và đặc biệt hơn nữa, họ là những thí sinh mới, họ là những người mới, có những người chưa từng trải, chưa từng biết khi mà đứng trước camera sẽ bắt được khoảnh khắc như thế nào. Thí sinh đầu tiên tham gia chinh phục các huấn luyện viên trong thử thách mặt mộc. 안녕하세요. Chào em. 2014 패션 코드 홍보 대사 엑소의 첸입니다. Đầu tiên có lẽ là biểu cảm hạnh phúc thì em sẽ nhập tâm được ngay, bởi vì chị thấy em là người có vẻ rất là hay cười đúng không? 패션을 접할 수 있었으면 좋겠어요. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Ai! Mặc kệ nó, em cứ mặc kệ nó, đừng quan tâm. Đợi cảm lên, sexy lên. Gợi cảm có rồi, giờ tươi hơn chút xíu nữa. Bạn ấy sẽ là một nhân tố rất là tuyệt vời, sẽ là một trong những thí sinh có rất là nhiều màu sắc mà Phạm Hương sẽ mong muốn có được trong đội của mình. Còn bây giờ thì bạn có bao nhiêu cái kinh nghiệm thì mình hãy thể hiện trên ống kính để ba vị huấn luyện viên được nhìn thấy những nét cá tính của mình. Wow. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 3 phần thi của mình. Và bây giờ là giây phút quan trọng nhất, giây phút quyết định 15 thí sinh sẽ về với 3 đội của huấn luyện viên. Và còn lại, thí sinh không được sự lựa chọn nào hết, sẽ phải dừng chân tại đây. Thí sinh đầu tiên mà chị cảm thấy sau 2 thử thách, bạn ấy đã trưởng thành, đã tạo được ấn tượng. Xin mời thí sinh. Tại sao em chỉ tay chân một lý do? Tại sao em không muốn nói chỉ một lời? Trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được.